Clip này tôi sẽ nói với các bạn về cái phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli là cái phương trình vi phân Bernoulli, là phương trình có dạng là y phẩy cộng với px y bằng qx nhân với y mũ alpha. Trong đó alpha của chúng ta là khác 0 với khác 1. Hiển nhiên ha, thì nếu mà alpha mà bằng 0 á, alpha bằng 0 người ta thay lên đây thì cái này bằng 1 mất tiêu rồi, thì nó sẽ là phương trình tuyến tính bình thường. Còn nếu như mà alpha bằng 1 thì chúng ta đem nhóm cái thằng qx này sẽ chuyển sang bên đây. Nó chuyển thành phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất. Nó giải tách biến được, chúng ta không cần thiết phải xét cái trường hợp mà alpha bằng 0 với alpha bằng 1. Như vậy cái cách giải của thằng này sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ đem chia hai vế của cái phương trình cho y mũ alpha. Đây phương trình 1 nhé. Đây là phương trình 1, thì đem chia hai vế của 1 cho alpha thì ta sẽ được cái phương trình là y phẩy nhân với y trừ alpha, đúng không? Chia cho nó nhân y trừ alpha cộng với px nhân với y lũy thừa 1 trừ alpha bằng qx. Đây là phương trình số 2. Với phương trình này thì chúng ta sẽ đưa về dạng tuyến tính bằng cách là chúng ta đổi biến. Chẳng hạn như đặt cái biến z là cái hàm theo cái biến y, theo biến x. Z làm theo biến x. Bằng, ta đặt cái biến này là biến z này. Bằng y mũ 1 trừ alpha. Như vậy có phải là chúng ta sẽ thấy ngay là z phải theo biến x nha, thì nó sẽ là đạo hàm, nhớ y là đây là hàm giống như hàm ẩn theo x, và đạo hàm nó sẽ là 1 trừ alpha nhân với y phẩy hàm hợp ha, nhân với y phẩy nhân với y lũy thừa 1 trừ alpha trừ cho 1. Vậy 1 này với 1 này hết, chúng ta sẽ có kết quả là 1 trừ alpha y phẩy nhân với y trừ alpha. Thì cái cụm này nó chính là cái cụm này. Như vậy là suy ra chúng ta sẽ thấy là y phẩy nhân với y trừ alpha sẽ bằng đem chia xuống dưới đây, nó bằng z phẩy chia cho 1 trừ alpha. Và bây giờ chúng ta thay tất cả những điều này vào phương trình 2. Phương trình 2 sẽ trở thành là z phẩy trên 1 trừ alpha cộng với px nhân với z bằng qx. Đã đến đây thì để cho nó chuyển thành phương trình tuyến tính như chúng ta nhìn thấy giải trong những cái clip trước, thì ta nhân 1 trừ alpha nhân lên. Vậy ta sẽ được cái phương trình là z phẩy cộng với 1 trừ alpha nhân px nhân với z bằng 1 trừ alpha nhân với qx. Ta gọi đây là phương trình thứ ba. Phương trình 3 này chính là phương trình tuyến tính theo z của zx nhé, của z theo biến x. Là phương trình tuyến tính, nói chung là phương trình tuyến tính. Như vậy thì cái phương trình này thì lời giải ta có rồi. Chúng ta sẽ xem cái ví dụ như là giải phương trình, một ví dụ nha. Giải cái phương trình y phẩy cộng với 2y chia cho x bằng x bình phương nhân với y mũ 4
ví dụ như phương trình này. Như vậy cái ở đây chúng ta sẽ có cái px nó sẽ là 2 chia cho x, qx nó sẽ là x bình phương, còn alpha alpha nó quan trọng là 4 với phương trình Bernoulli bên đây. Ta nhìn lại hai thằng nha, đúng không? Như vậy ở đây theo cách làm bên kia, chúng ta chỉ cần chia hai vế của một cho y mũ 4 thì chúng ta sẽ được kết quả là y phẩy nhân với y lũy thừa trừ 4 cộng với 2 chia cho x nhân với y lũy thừa 1 trừ cho 4 bằng x bình phương. Rồi, chúng ta đặt z bằng cái cộng này, tức là z bằng y lũy thừa trừ 3, suy ra z phẩy sẽ bằng trừ 3 nhân với y phẩy nhân với y lũy thừa trừ 3 trừ 1 là trừ 4. Từ đó suy ra y phẩy nhân với y 4, y mũ 4 thì bằng z phẩy chia cho trừ 3. Đến đây ok rồi, ta thay ngược trở lại. Vậy thì suy ra phương trình 2 sẽ trở thành là thay vào 2 thì phương trình 2 sẽ trở thành là z phẩy chia cho trừ 3 nào. Ok ha. Cái này đâu này rồi, cộng với 2 chia cho x nhân với y lũy thừa à sao đây, nhân với z bằng x bình phương nhân trừ 3 lên, có z phẩy cộng với à sao đây, trừ cho 6 chia cho x nhân z bằng trừ 3 nhân x bình phương. Đến đây thì ta có cái lời giải là ta có ux bằng e lũy thừa trừ tích phân của px. Vậy thì p đóng vai trò trong trường hợp này là trừ 6 chia x, còn q đóng vai trò là trừ 3 nhân x bình phương. Thằng này sẽ bằng e lũy thừa mấy nhỉ, trừ thành cộng nó tích phân của 6 chia cho x dx. Vậy nó sẽ bằng log mũ 6, log x mũ 6, tức là ra x mũ 6. Rồi, còn thằng vx cộng c sẽ là xc, nên đọc nhầm hoài. Xc nó bằng tích phân của qx 1 chia cho ux dx cộng c bằng tích phân của trừ 3 nhân x bình phương 1 chia cho x mũ 6 dx còn số c. Thế cái nhóm này nó sẽ là trừ 3 1 chia cho x lũy thừa trừ 4 à, x mũ 4 x mũ, nhân x lũy thừa trừ 4. Như vậy thì nguyên hàm của nó sẽ là trừ 3 trừ 4 cộng 1 và tiếp tục là trừ 3 chia cho trừ 3 x lũy thừa trừ 3 viết thành 1 chia x mũ 3 cộng với hằng số c, hay nói cách khác nó là 1 chia cho x mũ 3 cộng c. Từ đó ta suy ra nghiệm của các phương trình, đây là phương trình ở sao lại đây là phương trình nhé, phương trình là phương trình 3, phương trình 3 là nghiệm của 3 nó sẽ là z bằng u nhân v, tức là
x mũ 6 nhân với 1 chia cho x mũ 3 cộng c. Hay là x mũ 6 nhân là x mũ 3 cộng với c nhân x mũ 6. Tới đây thì chúng ta thay vào, suy ra nghiệm của cái phương trình 1 nó sẽ là ta thay z bằng y mũ trừ 3 trên đây, thay vào nó sẽ là 1 chia cho y mũ 3, đúng không? Z bằng y mũ trừ 3 là 1 chia y mũ 3 bằng x mũ 3 cộng với c nhân x mũ 6. Đó là nghiệm của cái phương trình Bernoulli 1 đầu tiên này. Nên cái lời giải nó hơi dài một chút theo nghĩa như thế. Ok ha.